là điều thú vị đầu tiên mà khi Bùi Hồ đặt chân đến, đó là quán phở Việt Nam. Đây là cái anh người Sri Lanka đang mặc một cái chiếc áo. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Sau một hành trình dài bay hai chặng từ Việt Nam đến Malaysia và hóa cảnh một đêm, thì Bùi Hồ đã có mặt tại quốc đảo Sri Lanka. Người ta mệnh danh là một hòn ngọc của Ấn Độ Dương. Đi đến đất nước Sri Lanka, một đất nước quốc đảo, Bùi Hồ sẽ chia sẻ thú vị nhất khi đặt chân đến đất nước Sri Lanka ha. Và đây là điều thú vị đầu tiên mà khi Bùi Hồ đặt chân đến, đó là quán phở Việt Nam. Đây, 71A phở Việt Nam ha. Và đây là không gian của quán phở này cô bác anh chị ha. Mời cô bác anh chị cùng vào đây với lại Bùi Hồ ha. Đẩy vô thôi. Hello. Ở đây có một cái chữ rất là Việt Nam ngay tại một cái quốc đảo xa xôi ha. Để di chuyển đến đây thì Bùi Hồ phải qua hai cái chặng bay hóa cảnh ở Malaysia, rồi bay thêm khoảng hơn 3 tiếng mới đến Sri Lanka. Đây có chữ An Khang Thịnh Vượng nè. Và ở phía bên đây có một cái chữ cũng rất là Việt Nam, và dán trên một cái miếng liễn dài ha, chữ chúc mừng năm mới. Đây là tiếng Việt. Mình đi xa xa cái tự nhiên cái mình thấy được cái tiếng Việt, cái tự nhiên mình thấy thích thích ghê á. Có bánh mì của Việt Nam đó là cậu bán anh chị, được lên báo luôn ha. Buổi sáng ha. Và đặc biệt đây là cô chủ mặc một cái cô ra canh đang mặc cho một cái áo lá cờ Việt Nam. Áo lá cờ Việt Nam, Việt Nam y. Và đây là cái không gian của quán nè. Và ở đây có thậm chí là có bán phở và có cơm thịt kho trứng luôn ha. Có cà phê pha máy nữa nè. Cô bác quý chị thấy nè, đây là một bức tranh dân gian Đông Hồ ha, đám cưới chuột. Một bức tranh khá là nổi tiếng luôn. Và đây là có cả những cái bức tranh như thế này. Một bức tranh áo dài Việt Nam với nón lá Việt Nam, một cái biểu trưng của Việt Nam. Trên đó có những cái hoa mai nữa kìa. Nếu như mà không nói một lần nữa là Bùi Hồ đang có mặt tại quốc đảo Sri Lanka thì chắc có lẽ là cô bác quý anh chị cũng sẽ không nghĩ rằng là đang ở Sri Lanka mà một ở đâu vòng quá ở Việt Nam á. Đây có bánh mì Việt Nam đúng không? Đây là bánh mì là giá 850 ruby thì khoảng 70.000, 80.000 tiền Việt Nam. Ở đây thì giá rất là được nha, mình nó không rẻ. So với một cái nơi mà xa xôi như vậy á, mà giá cỡ như vậy thì rất là khó. Em cho mọi người xem như phở đúng không? Đúng rồi. Phở là 1.200 ruby thì khoảng 100.000 tiền Việt Nam. À. Chỉ có bún bò thì hơi đắt một tí, thì có khi lên 1.700. 1.200 là size nhỏ, đúng không? Nó tầm khoảng 120.000, 130.000 thôi. Hồi nãy giờ thì em có kêu một vài món, có thậm chí là bún đậu, bún tôm rồi nha. Và anh rất thích cái món là thịt kho trứng vịt, đúng không? Thịt kho một trứng. Dĩa cơm tấm, đây là dĩa cơm tấm nè. 2.200 ruby thì tầm khoảng 100.000 tiền Việt Nam. Bún chả Hà Nội thì khoảng 170. Vì ở đây nước mắm, tất cả các nguyên liệu thì rất khó nhập. Em có gọi một dĩa rau muống xào, 100.000 tiền Việt Nam, mình tính thôi nha. Thịt kho trứng là 1.800, là 150, là 200.000 tiền Việt Nam, 250.000 tiền Việt Nam. Thêm một món nữa là rau muống xào, thịt kho trứng rồi đúng không? Tôm 200.000, tôm sốt me. Anh rất là thích cái menu ở đây là biết sao không Phong? Là cái menu ở đây nó rất là Việt Nam, nó có tiếng Việt và tiếng Anh ha. Đây là chị chủ là người Việt và từng kinh doanh ở bên này, từng làm việc bên này và có mối quan hệ thân tín với cộng đồng người Việt ở đây. Cho nên là chị đã đầu tư hai cái nhà hàng Việt Nam ở đây. Một cái là nằm ở khu vực gần với các cái tòa nhà hành chính và cơ quan nhà nước của Sri Lanka. Một cái thì gần bãi biển, cách đây khoảng 3 cây số nữa. Có tỏi. Và đây là tỏi đúng không? Đặc biệt anh Hồ sẽ thấy là đây là tương ớt nè, tương ớt Bắc, tương ớt Mường Khương á, ăn rất là nồng. Và có một thứ không thể thiếu trong ẩm thực Việt Nam đó là nước mắm.
sa tế nữa. Ở trong đây một cái gỗ nhỏ nhỏ như thế này cũng đầy đủ hết nè. Có ớt sa tế ha, có tiêu ha, có này là muối và nước mắm, rồi đây là nước chấm sốt của mực hương đúng không? Ừ, đúng rồi. Và đây là tỏi, tỏi ngâm. Và đây là một cái lẩu đúng không? Lẩu một gà. Một cái lẩu bò lẩu gà. Và hai loại tổng hợp lại nó tầm khoảng 500 đến 700 ngàn đúng dành rồi. Cho từ 2 đến 4 người. À. Và đây là thịt thêm là 1.800, rau rồi mì đúng không? Rau là mì gói. Một điều mà mỗi khi các anh em mà phải đi sang nước ngoài đó là mình sợ không quen với lại cái ẩm thực của địa phương, mà gặp được một cái quán như thế này tại một quốc đảo xa xôi thì tuyệt vời hả Phong ha. Cho nên tranh thủ ở đâu mà có quán ăn Việt Nam thì ăn, tận dụng được cái những cái bữa ăn được ăn đồ ăn Việt Nam, rồi hôm nào không có thì chỉ sang đồ ăn bản địa. Đây là mệnh giá các tờ tiền của Sri Lanka, một cái tờ tiền khá là đẹp ha. Đây là mệnh giá 100 rupee và mệnh giá lớn nhất đó là 5.000 rupee. Thì ước tính rằng á 100 rupee này á thì sẽ tương đương với lại 80.000 tiền Việt Nam. Thì một cái tô phở như vậy á thì một ổ bánh mì thì khoảng 100 rupee như thế này tại ngay tại Thượng Đức, ngay tại Sri Lanka. Một cái tờ tiền mình thấy á, cái hình nè, cái hình của tờ tiền nè rất là đẹp ha, nằm dọc như thế này. Những cái nước khác thì mình nhìn thấy cái hình ở ngoài sau này nè phải nằm ngang như thế này, nhưng mà đây tờ tiền nè. Đây là có phải là mệnh giá bé nhất chưa Phong? Chưa, có một mệnh giá đồng xu nữa. À, còn tiền xu nữa ha. Còn 5.000 rupee này là lớn nhất đúng không? Tờ này tờ lớn nhất. Tờ lớn nhất thì nó tương ứng với khoảng là 300 mấy 400 ngàn nè. Tiền Việt Nam thì nó khoảng 20 đô. Gần 20 đô cô bán chị. Em chia sẻ một tí xíu về tình hình khủng hoảng kinh tế cách đây khoảng 2 năm của Sri Lanka không hả? Sri Lanka bây giờ đang rất khó khăn. 2 năm qua là sau khi mà cái tình trạng công bố vỡ nợ thì Sri Lanka sẽ không nhập khẩu được xăng dầu, thuốc men, các cái nguồn nhiên liệu được trao đổi hàng hóa bằng đồng đô la Mỹ. Chính phủ Sri Lanka có giai đoạn là bị người dân biểu tình tấn công vào trong cái trụ sở làm việc của phủ tổng thống Mỹ, xin lỗi, tổng thống Sri Lanka. Và phải một số quan chức phải lánh nạn tạm thời trong tòa đại sứ của Mỹ, và có giai đoạn thì người dân phải xếp hàng dài hàng ngày để mua xăng dầu. Và bây giờ thì cũng đã ổn rồi, bớt rồi. So với 2 năm trước là bây giờ cũng đã bớt căng thẳng hơn. 2 năm về trước thì đồng tiền mất giá, xăng dầu thì lại khan hiếm đúng không? Và tình trạng mà người dân đứng xếp hàng giờ để mà mua nhiên liệu á, để mà sử dụng hàng ngày á, là một điều gì đó rất là xa xỉ. Và hiện nay tình hình thì cũng đã phục hồi lại. Cái việc mua xăng dầu 2 năm trước Sri Lanka, ở giờ Việt Nam mình thời điểm mà phải phát phiếu để đi chợ vậy. Sợ dịch Covid vậy. Và bây giờ thì chắc có lẽ là cô bác anh chị cũng đã hiểu về đơn vị tiền tệ của Sri Lanka ha. Đây là tờ 100 rupee tương ứng với lại khoảng 80.000 tiền Việt Nam. Còn đây là tờ 5.000 rupee tương ứng với khoảng 400.000 tiền Việt Nam. Đây là tờ 1.000 rupee tương ứng với lại khoảng 80.000 tiền Việt Nam. Đó, thì bây giờ không nói nhiều nữa, tí xíu nữa sẽ thưởng thức một cái món ăn rất là Việt Nam ngay tại đất nước Sri Lanka. Một cái hình ảnh chiếc áo rất là Việt Nam ha, hình cờ đỏ sao vàng, ở trên ngực trái thì có chữ là phở Việt Nam. Chị này đang pha một cái giống như bột năng của mình á. Và đây là cái nơi bài bán sản phẩm cà phê của Việt Nam rất là nổi tiếng, đó là cà phê Trung Nguyên ha. Đây là cà phê Trung Nguyên nè, có giá là 600 rupee một cái hộp cà phê như thế này. 100 rupee thì nó khoảng 80.000 tiền Việt Nam, khoảng gần 500.000 ha. Còn đây là mì omachi, một cái món thứ nhất là Việt Nam ha. Và đứng buôn bán ở đây đó là các cô chú, các anh là người ở Sri Lanka. Ở đất nước Sri Lanka thì hơn 70% là theo Phật giáo á cô bác anh chị.
ở 30% thì gồm có Hồi giáo nè, Hindu giáo và các tôn giáo khác. Và cô bác anh chị biết là đất nước Sri Lanka thì người ta còn gọi là giọt nước mắt Ấn Độ, tại vì khi mình nhìn từ vệ tinh xuống á thì nó giống như là một cái hòn, cái quốc đảo này á giống như là giọt nước mắt của Ấn Độ. Và có nơi thì sẽ gọi là Tích Lan, cái vùng đất Tích Lan á. Còn này là cái anh người Sri Lanka đang mặc một cái chiếc áo rất Việt Nam luôn ha, áo lá cờ của Việt Nam á, nên là nữ mình cũng thấy rất là vui luôn. Bây giờ cũng đang đợi chế biến món ăn nè. Anh này anh đang xin cái kênh. Ok. Ok, thank you. Dạ, buổi hồ TV. Ok, sụp gai. Ok. Dạ. Ok, thank you. Rất là dễ thương hả cậu bác anh chị? Dạ. Về đây không? Ở Việt Nam. Biết nè. Dạ. Này là tôm sốt me à? Cái này là sốt trứng đúng không Phong? Đây là sốt cà chua. Sốt cà chua. Gọi là canh mây á. À. Này là giá nó là bao nhiêu nãy coi là 100 ngàn tiền Việt Nam. À. Còn cái này là 200 ngàn nè. Năm còn đây là 500 ruby, 500 ruby là bao nhiêu ta? Bốn mấy ngàn. 100 thì 100 thì 80. 80 là 40 ngàn về cơm trắng. Hạt cơm ở bên này á, gạo rồi chủ yếu nhập từ Thái Lan thôi. Thái Lan dễ dàng hơn, còn ở Việt Nam thì đi đường hàng không rất khó và đi tàu thì rất là tốn kém. Thái thì rất là gần với Sri Lanka, dễ nhập hơn. Thật ra thì em không nói thì anh cứ nghĩ là gạo này đem từ Việt Nam qua. Ừ, tại vì chủ là người Việt mà. Bây giờ anh sẽ xem thử cái món này không ha. Cái này là có tàu hũ nè, rồi cà chua với lại trứng. Giống như em gọi là cái món này gọi là món gì? Hồi nãy họ nói là canh đậu hũ. Canh đậu hũ à. Nguyên liệu gồm trứng nè, cà chua và đậu hũ được đánh nhuyễn nè. Thì ở quê mà cái thời điểm mà nhà không có gì ăn á thì nhà em cũng hay chế biến cái món này. Đậu hũ nấu với cà chua sau đó đánh cái trứng tan lên thì gọi là canh mây á. À. Nhìn rất là mây đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà anh vẫn thích món này nè. Nhưng mà lắm rồi món này là thanh đạm nhưng mà dành cho nhà nghèo á. À. Tôm thì họ sốt cũng rất là đúng vị, có mùi, có vị, có mùi nước mắm nè. Có nước mắm. Em ăn thử đi. Em ăn thử. Ăn một cái đầu tôm đi ha, để cảm nhận cái vị nước sốt. Có vị chua. Có vị chua và được một cái là có gia vị nước mắm. Có nước mắm của Việt Nam hả? So với đúng với cái vị khẩu vị của người Việt á. Tầm khoảng 70%. Tất nhiên thì bên này họ sẽ thiếu nguyên liệu, chẳng hạn như là hạt tiêu nè, hạt tiêu như kiểu mình. Ở đây cơm họ sẽ khử một ít tỏi ha cả nhà. Thịt có trứng. Trời ơi. À, thịt con mà không có trứng. Có trứng. Đã không? Đây là gấu uống xào tỏi. Nhưng mà không có tỏi, gấu uống xào thôi. Nếu như mà ở Việt Nam mà ăn các món này cảm giác không thấy ngon đâu. Vì mình thấy đã đầy đủ rồi. Còn ở bên này thì mọi người đều cảm giác thấy ngon vì chỉ cần ăn cộng rau muống thôi là thấy ngon. Đúng rồi. Rồi mời cả nhà cùng thưởng thức ha. Mời mọi người. Cái hộp cơm anh thấy có vẻ nó ngon á Phong ha. Cơm ok. Nhưng mà cơm này giống như là dẻo dẻo giống như nếp không? Em có cảm giác. Bây giờ mình thử miếng này hả cả nhà. À cho anh Hồn một cục thịt kho nè. Anh cảm ơn. Cái này là sốt chua ngọt, me chua ngọt á. Nó có vị chua. Đúng rồi. Đuối lên. Trước khi đi sang đây á thì có cùng với em Phong với lại chị Tưởng quán cơm ở trạm cơm mà chị Tưởng kho một ba, nói là thịt kho trứng như thế này nè mà nhìn ngon lắm, bắt mấy bệnh nhân á, tại vì cái qua đây cũng thèm cái này.
Nhưng mà con bị vẫn rất Việt Nam ha. Chỉ có giống Việt Nam một chút thôi. Là có nước mắm là cảm giác là đồ ăn Việt Nam ngay liền à. Đúng rồi. Vì tất cả các nước khác họ ít dùng nước mắm đúng không? Hai quốc gia sử dụng nước mắm đó là Việt Nam và ai biết không? Campuchia. Thái. Thái Lan à? Thái Lan. Nước mắm Thái là đi xuất khẩu rất nhiều nơi. Cái cọng rau muống này nhỏ hơn cái cọng rau muống ở ở mình ha, bé hơn. Nhưng mà cái cọng này thân của nó mình giống giống như là cái cọng rau trai phải không? Em thấy giống không? Đúng rồi. Thôi thì các anh em cũng bữa trưa. Nhưng mà khi hồi nãy em nói em đặt xe qua đây ăn nhà hàng Việt Nam anh bất ngờ không? Anh nghĩ là trưa đây sẽ ăn món gì? Anh nghĩ sẽ ăn theo cái món giống như mà Ấn Độ á. Cả anh em mình cũng từng đi Ấn Độ á. Mình nghĩ là Sri Lanka nó giáp Ấn Độ thì sẽ rất là khó ăn. Những cái món ăn nó nhiều curry. Nhưng mà không là tại đây là cái món Việt Nam như thế này. Chỉ ở có Colombo mới có được khoảng 3 nhà hàng Việt Nam. À trên ngày mai chiều nay mình đi qua thành phố khác không có sẽ phải ăn đồ Tây. Nhưng mà còn về ẩm thực của Sri Lanka này có giống như Ấn Độ không? Giống 80%. Họ gia giảm bớt cái gia vị thôi. Nhưng mà Ấn Độ thì không dùng thịt thịt bò. Nhưng mà ở Sri Lanka có dùng thịt bò. Có luôn, cho nên là quán Việt Nam này có bán món phở bò đó. Tại vì Ấn Độ thì Ấn Độ họ sẽ khai thác cái chuyện bán thịt bò hơn Hindu. Còn ở Sri Lanka hơn 70% là theo đạo Phật nên thành nữ dùng thịt bò là Hindu. Em thử món này không? Ở bên này thì họ không có thói quen là ăn dùng đũa. Nhưng mà do là nhà hàng Việt Nam cho nên là họ phải bố trí đũa cho mình. Thử cái này. Ăn được nhưng mà thiếu cái gì không? Mặn. Thiếu bột ngọt cho nên là cái cảm giác cái vị nó béo béo. Béo không đậm đà. Rồi thôi chắc có lẽ là sẽ kết thúc clip tại đây. Sẽ hẹn gặp lại cả nhà ở trong những clip ngay tại Sri Lanka ha.